Xin chào tất cả các bạn. Mình cũng hôm nay xin chia sẻ với các bạn một chút về cái mạch vẫy và phun. Có nhiều bạn hỏi mình về cái mạch này. Thì hôm nay mình có làm một cái video chi tiết để giới thiệu với các bạn về cái chiếc mạch này. Thì ở cái mạch này thì nó có hai chức năng. Đó, nó có hai chức năng. Thì ở đây là phiên bản mới nhất hiện nay. Đó, thì ở đây nó có ba cọc điều khiển nét phun. Đúng không ạ? Nó có ba cọc điều khiển nét phun. Còn đây là nó có sẵn 8 cổng điều khiển nét vẫy như những mạch nét vẫy bình thường thôi. Nó chỉ khác có một khác biệt duy nhất là có thêm ba cái cổng chạy nét phun này. Tức là có ba đầu ra ở đây thì nó trên mạch thì đã có ký hiệu sẵn rồi. Đó. CNK này, data này và mát này. Thì ở đây thì cặp với nét 1903 thì các bạn sẽ không đấu vào cọc CNK này, đúng không ạ? Mà các bạn chỉ đấu cái dây màu xanh lá là vào data và dây màu trắng vào mát. Còn cái dây màu đỏ tức là dương thì các bạn sẽ đấu về nguồn. Đó, cái nát đó mình sẽ đấu thực tế cho các bạn xem. Thì ở trên mạch thì các bạn chú ý là có cộng và trừ, tức là bên này là cấp điện áp dương và bên này là cấp điện áp âm. Và khả năng của mạch là có chạy từ 3 đến 12V phù hợp với hầu hết các loại nét trên thị trường hiện nay. Với nét 5V cũng chạy được và nặng 12V cũng chạy được. Đúng không ạ? Thì các bạn gióng lên trên này, đây là cực dương này. Đúng không ạ? Dương này thì các bạn là đấu ốc ở đây là cực dương, bên này là âm. Đó, các bạn đấu đúng theo thứ tự như vậy. Và tương tự cái màu dây ở đây thì các bạn cũng đấu đúng cho mình. Chứ các bạn mà đấu data sang clock là nó không chạy đâu. Đó, với nét 4 dây. Với nét 4 dây như 6803 hoặc 9883 chẳng hạn thì các bạn đấu màu xanh dương vào clock và data là màu xanh lá đó. Còn mát thì tương tự rồi, đúng không ạ? Đó, thì đây là cái mạch vẫy phun. Nó hay là cái là nó có thể là sử dụng nét phun để chạy viền chẳng hạn. Mình ví dụ là để chạy viền đi. Đó, thì cái cọc này nó sẽ có tác dụng để đấu vào nét phun, còn cái này thì đấu vào nét vẫy như bình thường. Được không ạ? Và nó có 8 đầu ra. Đó. Và cái cổng nét phun này nó có khả năng chạy khoảng tầm 1.000 nét nên hoàn toàn thoải mái để các bạn chạy viền, đúng không ạ? Còn các bạn muốn chạy số lượng nét nó nhiều hơn thì có thể liên hệ trực tiếp với mình để bên mình có thể là giới thiệu cho các bạn một số cái mạch điều khiển để chạy nét nó được số lượng lớn hơn, đúng không ạ? Đây, bây giờ mình sẽ quay gần nó vào đây để cho các bạn xem mình đấu nó, đấu nét nó vào cái như này nhá. Đó. Trước tiên thì các bạn làm thì các bạn phải xác định đúng đầu vào đầu ra của led, được không? Thì đấu thì nó mới chạy được. Đây, đây là cái đầu vào này. Đây mình xác định được ở đây là cái đầu vào của bóng led rồi. Đó, đây là bóng led đầu tiên để mình đấu vào cái mạch điều khiển này, được không ạ? Ừ. Thì đây bây giờ mình sẽ tiến hành xoáy ba con ốc của đây ra. Đó. Mình quay bằng điện thoại nên là mình phải chỉnh điện thoại một chút. Nó sáng, nó không được đẹp. Video nó, chất lượng video nó không được tốt như cái cọc CNK này. Cái cọc CNK này thì mình sẽ không ấy nhá. Đây, cái cọc CNK này mình sẽ không vặn ốc. Mình sẽ để nguyên ốc này. Đó, thì mình sẽ để nguyên ốc này. Mình chỉ vặn hai ốc này thôi. Đó, mình chỉ cần vặn hai con ốc data và mát thôi, đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ tiến hành đấu. Các bạn có thể nối thêm dây vào cái bóng nét này nhá. Các bạn có thể nối thêm dây ở cái bóng nét này cho nó dài nó ra, đấu cho nó dễ. Đây mình đang đấu test thôi, nên là mình sẽ chỉ đấu cái dây dương này để đấu về nguồn thôi, cho nó dài đấu về nguồn thôi. Đó. Còn hai cái dây này, dây trắng này là dây âm này và dây xanh lá này là dây data này, thì mình sẽ nhìn sau này và mình đấu đúng rồi đây. Đó. Đấy, mình vặn đúng vào cái cọc này là được rồi. Đó. Đấy, sau đó mình vặn ốc lại. Dây này thì vào âm. Dây trắng này thì vào âm. Nếu bạn nào mà biết về nét rồi thì cái này thì chắc là không cần xem video hướng dẫn của mình thì các bạn cũng làm được rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà mình review cái video này để cho tất cả mọi người, từ người chưa biết đến người biết rồi, đều có thể là xem và tham khảo, có gì đóng góp ý kiến cho mình để mình
ra những video tiếp theo nó hay hơn, đúng không ạ? Thì đấy, đấy là mình đấu xong thì mình có một cái dây này để nối về nguồn này, đúng không ạ? Mình sẽ quấn một tí băng dính vào cho nó. Dạ, giờ mình sẽ quấn một tí băng dính đây cho nó an toàn, tránh chạm chập nó gây hỏng mạch, làm nó phải an toàn. Đó. Còn ở đây, đây là các đầu ra này, mình sẽ đấu thử bóng, mình sẽ đấu thử nét này vào, mình sẽ mỗi một cổng này mình sẽ đấu 100 nét. Đó, 100 nét. Thì ở đây mình có, đây, mình có bón nét này, mình sẽ đấu thẳng luôn. Đó, mình sẽ đấu thẳng 100 bóng nét này vào đây luôn. Được. Mình sẽ đấu vào cổng 1. Đây, cổng 1 đây, mình nối dây sẵn rồi. Đây, 1, 2 đây, mình nối dây đây, nối dây dài rồi đây. Đó, mình nối hai sợi dây đây, tương tự với hai bó led. Đây là mình đấu vào cổng số 1 này. Đó, bó led đầu tiên này. Đó. Đây là led vẫy các bạn nhé, led liền dây đấy. Đó. Quấn tí băng dính ạ. Rồi, tiếp đến cổng số 2. Đây mình đấu thử hai cổng thôi nhé. Hai cổng vào led vẫy thôi. Hai cổng vào đường led vẫy thôi. Đây mình có bó thứ hai, đây là mình có bó nét thứ hai này. Đó. Các bạn là đấu cực âm nhá, cực âm của nét là vào cái đầu ra của mạch điều khiển đấy, cái đấy mình phải để ý chứ không đấu cực dương rồi đâu. Với các bạn làm nét rồi các bạn sẽ biết. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cấp nguồn. Thì ở đây mình sẽ sử dụng tạm một cái cục nguồn adapter như này để mình cấp cho nó tiện, để mình làm mẫu cho bạn xem này. Được không ạ? Thì ở đây thì mình sẽ cấp cái cực dương và cực âm, cấp nguồn vào cái mạch điều khiển này để nuôi mạch. Đó. Thì ở đây mình sẽ đấu chung cái cực dương này của led full, cực dương của led full đây nhá. Đó, mình sẽ đấu với lại cực dương của, đây mình đánh dấu đây, mình dấu đây là cực dương này. Đó, mình sẽ đấu với chung với lại cực dương của nguồn. Đó, đây là cực dương nhá. Tương tự với lại cái bóng nét này cũng vậy. Thì hai cực dương này mình cũng sẽ đấu chung. Đó. Hai cực dương này mình đấu chung và mình đấu về nguồn để cấp nguồn cho tròn nét. Đấy. Các bạn hiểu được nguyên tắc như vậy là các bạn sẽ làm được thôi. Đó. Rồi, thì cái đây mình sẽ đấu chung vào cái đầu vào của mạch điều khiển. Tức là cái nguồn vào ấy. Đó. Đấu đúng cực dương nhé, đây cực dương bên ngoài. Đó. Đó, mình sẽ đấu vào cực dương. Rồi, bạn chặt ốc lại. Đó. Rồi, cực âm thì mình sẽ cấp vào đây. Đó, các bạn thấy là nét đã chạy rồi đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ quay mặt trước để các bạn nhìn ứng cho nó rõ hơn nhé. Đó. Đó, không biết các bạn có nhìn thấy rõ không? Đó, đây là mình quay cái mặt trước này. Đấy, đây là hai bó nét vẫy này. Đây là nét vẫy mình đấu vào cổng nét vẫy này. Đúng không ạ? Đó, đây là cổng nét vẫy, hai cổng nét vẫy. Còn đây là hiệu ứng nét full này. Đó, mình đã lập trình tất cả các mạch mình bán các bạn là mình đã lập trình sẵn rồi. Đó, các bạn về các bạn chỉ việc... đấu nét đúng là nó chạy như này thôi, hiệu ứng nó sẽ chạy như này. Đây là một số hiệu ứng viền cơ bản đã, mình đã đấu sẵn, test sẵn rồi. Mình quay video bằng điện thoại nên là chất lượng nó không được tốt cho lắm thì các bạn cũng thông cảm nhé. Còn kia là hai cái mạch, hai cái bó nét vậy đấy, mình lập trình thì nó sẽ có hiệu ứng sáng tắt và nó chạy đuổi. Đấy là mình đấu hai cổng. Đó. Thực tế là mình đang lập trình nó 8 cổng cho nên là nó sẽ có nút tắt, nút sáng. Đó, như thế. Các bạn chú ý đến cái hiệu ứng net full. Cũng như là trong video này thì mình chủ yếu là giới thiệu đến các bạn là về cái tính năng của cái mạch này, cũng như là mình test thực tế cho các bạn về cái hiệu ứng
đúng không ạ, hiệu ứng phun, và mình có thể là kết hợp để chạy viền như này, đó đó đúng không ạ, đó đây là chạy viền đấy, mình có thể là chạy viền đấy, các bạn nhìn thấy nó rất chỉ đẹp. Nhìn qua video này thì các bạn nhìn nó không được đẹp cho lắm đâu, nhưng mà nhìn thực tế thì cái bóng net full nó sáng, nó rất chi là đẹp, rất chi đẹp luôn các bạn ạ. Đó, khá là nhiều hiệu ứng kiểu viền. Đó, và mình sẽ cập nhật liên tục các hiệu ứng viền khác cho cái mạch net vẫy full này, đúng không ạ? Rồi, các bạn nghĩ sao về cái mạch vẫy full này? Hãy để lại bình luận cũng như là ý kiến của các bạn về cái mạch này để bên mình có thể là hỗ trợ giải đáp các bạn, để các bạn trước khi các bạn quyết định mua cái sản phẩm mạch net vẫy này, mạch net vẫy cộng full này, thì các bạn có thể là xem được video này đó, rồi sau đó thì các bạn có thể là lựa chọn cho nó phù hợp với công trình của mình đang làm. Đó, tức là cái công trình biển quảng cáo các bạn đang làm, thì các bạn quyết định mua cái mạch này hay là không, đúng không ạ? Rồi, thì video này của mình xin phép được tạm dừng ở đây. Nếu các bạn nào còn chỗ nào mà nó chưa hiểu thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với bên mình qua website hocnet.com hoặc qua Zalo. Bên mình có để thông tin phía dưới video này, cũng như các bạn truy cập vào website của hocnet.com thì luôn luôn có đầy đủ các thông tin để các bạn có thể liên hệ với bên mình. Với chiếc mạch này thì bên mình bán và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các bạn, tư vấn các bạn cách lắp đặt. Đó, còn tất cả hiệu ứng thì bên mình đã làm sẵn cho các bạn rồi. Các bạn về các bạn chỉ việc đấu đúng theo là các bạn chạy thôi. Đó, các bạn không phải lo lắng gì về vấn đề lập trình nữa cả. Đó. Rồi, video của mình xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của hocnet.com.